Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay Vượng giới thiệu với cả nhà một lô thiền thư nha các bạn mình nhé. Thiền thư ngọc serpentine yên bá nha các bạn nhé. Hai củ xanh này là serpentine, lâu rồi cũng là serpentine. Củ trắng này là đá canxi trắng tự nhiên các bạn nhé, canxi trắng. Đây là serpentine tự nhiên yên bá. Và này xuất xứ từ Lục Yên yên bá. Chạm khắc thì là thủ công nhé. Mỗi cụ một thế nha mọi người nhé. Cụ này 7,8 cân này. Cụ này 18 cân. Cụ này cũng hơn chục cân. Cụ này 21 cân nhé mọi người nhé. Rất chi là to. Đây là bị tiền nha mọi người nhé. Cái dòng đá serpentine mấy này canxit này thì giá cả rất chi phải chăng nha mọi người nhé, nhà nào cũng có thể chơi được, giá rất chi này phải chăng, không đắt như thầy anh nha mọi người nhé. Thì mọi người thỉnh về nhé, chiêu tài hút tiền tài lộc về cho gia đình mình nhé. Anh chị em nào có nhu cầu về dòng này thì cứ liên hệ với mình qua số Zalo ở trên nhé mọi người nhé. Bên nhà mình thì có tỷ hưu thiền thư các linh vật phong thủy nhé. Anh chị em nào có nhu cầu gì thì cứ alo cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.